Dạ con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý chú chị và các bạn. Chào mừng quý chú quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tình Tuyệt Tay. Thì hôm nay con cũng ghé lại vườn của chị Huy quý chú, giới thiệu một clip cây mới của chị ha. Rất mong quý chú xem ủng hộ cho chị. Thì hôm nay cũng có điệp lào nè, rồi bục thái nè, nói chung cũng đa dạng các loại hết chú. Cần thăn, ổ lộc, cây linh sam, kim quýt. Đó. Thì thôi để chị sẽ giới thiệu chi tiết với quý chú ha. Dạ em chào chị Huy ha. Dạ em chào anh, em mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ạ. À. Thì hôm nay Bonsai Huy Hoàng nhà em có giao lưu một số cây kiểng với cô chú anh chị ha. Bữa nay em có đa dạng mặt hàng như là điệp lào nè, rồi kiều hùng, rồi bông bụp thái, kim quýt, cằn thăn nhất trăm mỹ, linh sam, cây ăn trái thì có vú sữa nè, rồi khế ổi ha cô chú anh chị. Em ở quận Ông Môn, thành phố Cần Thơ và số điện thoại của em là 0939081082. Dạ. Dạ, để không mất thời gian của cô chú anh chị, em sẽ giới thiệu cây thứ nhất cho cô chú anh chị ạ. Dạ, mã hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị đó là mã rách. Và cây đầu clip của ngày hôm nay, đây là một cây điệp lào ạ. Mã này là mã mộc rách ạ. Dạ, tới rách luôn rồi chị ha. Dạ. Rồi, điệp lào. Cây đang có nụ hoa rất là nhiều luôn á cô chú anh chị. Bộ đế này độc đáo luôn. Dạ, để em đo thông số ạ. Dạ, cây có chiều cao từ đây lên đây là được 27. Tán ngang là được 37 ạ. Cây có nguyên một cái hoành đế cuộn cuộn luôn á cô chú anh chị. Cây này là già cây dữ lắm luôn ạ. Dạ hoành đế được 50 ạ. Dạ rồi 50. Tay cành lớn rồi nè cô chú anh chị ơi. Đó. Cây này thì đang nụ. Đang nụ chị lắm. Điệp lào là cho hoa quanh năm luôn. Cái bông điệp lào đẹp lắm á cô chú anh chị. Rất là già cô chú, cuộn nguyên bộ đế này ha. Điệp lào mình thấy nhiều nhưng mà bộ đế này cũng ít có cô chú. Rồi, dạ mã này là mã mộc rách ha. Thì cây điệp lào này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá 1.800.000. Em bao ship và ship cả chậu cho cô chú anh chị luôn ạ. Dạ. 1.800.000 luôn chậu chị ha. Dạ. Rồi đổi giúp em luôn. Dạ rồi em xuống cây ạ. Chú thông cảm ha, hơi nắng. Dạ tiếp theo là mã hai rách đó cô chú anh chị. Em có một cây bông bụp. Cây này là em ghép 3 màu, hiện là nó đang có đủ 3 màu luôn á cô chú anh chị. Đây là màu vàng. Này cánh này là cánh kép, cái bông rất là to luôn ạ. À. Đây là màu đỏ hả cô chú anh chị. Đó. Rồi màu hồng nó mới rụng cái bên đây nè cô chú anh chị ơi. Yeah. Cam này ha, nó còn nụ nữa ạ. À. Mã này là mã hai rách ha. Rồi để em đo thông số ạ. À. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 37 ạ. À. Tán ngang là được 40. Dạ em đo ngay chỗ này là được 37 hả cô chú anh chị. Đó cái hoành thăng chỗ này ạ. À. Mấy nè, cây này nó có lũa ở đây mà nó sam cứng dữ lắm luôn á cô chú anh chị. Và nó cũng đang kéo lại ha. Đó. Bông bụp cây này là bông bụp của mình, rồi em ghép những cái bo bông bụp thái vô ha. Mà ghép 3 màu mà em ghép lâu dữ lắm luôn rồi cô chú anh chị, nhìn là gắt nó liền cây luôn ạ. À. Mã này mã hai rách ha, thì cây bông bụp này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 1.500.000 ạ. Dạ rồi. Thì cô chú anh chị cũng biết là mấy cái chậu xi măng là em không có ship ha, em sẽ bó bầu ha cô chú anh chị. Dạ rồi em xuống cây luôn ạ. À. Tiếp tục kim quýt nữa. Dạ tiếp theo là mã ba rách. Mã ba rách em có một cây kim quýt ạ. À. Cây này là ba thân tam tại của cô chú anh chị. Đó cây này là cây gin ạ. À. Cây có chiều cao lên đây là được 28. Dạ tán dài là được 46. Này dáng dễ thương. Dạ hoành thân ở đây là được 22 hết cô chú anh chị. Nó ba thân mà có đế nữa nè cô chú anh chị ơi. Dạ rồi mã này là mã ba rách nha. Thì cây kim quýt này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 800.000. 800.000 em bao ship cho mình luôn. Chậu thì em xin được phép rút chậu bó bầu ạ. À. Cây nó thuần lắm cô chú anh chị an tâm giùm em đi ha. Dạ rồi. Dạ rồi em xuống cây luôn ạ. À. Dễ thương. Dạ tiếp theo là mã bốn rách, cũng là một cây kim quýt green luôn ạ. À. Đó. Hai cây này nhìn cái nét nó cũng có nét giống giống nhau hết cô chú anh chị. Này. Dạ rồi em xin phép đo thông số luôn ạ. À. Cây có chiều cao lên đây là được 31. Và có tán dài là được 44 ạ. À. Hoành ở đây là được 21 hả cô chú anh chị. Dạ cây này cũng 800.000 luôn ạ. À. Em cũng bao ship cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị chốt cặp này thì em sẽ bớt lại 100.000 nữa hả cô chú anh chị. Dạ. Cây là tàn nó ấm lắm rồi. Vài bữa nữa nó ra lọc thì cây nó sẽ đẹp hơn nhiều nữa hả cô chú anh chị. Này. Dạ rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là mã năm rách. Năm rách em có một cây vú sữa lò ghèn ạ. À. Cây này phơm tàn ấm mịn là dáng rất là quái luôn hả cô chú anh chị. Mấy cây vú sữa này là sữa thăng không ạ. À. Cây có chiều cao lên đây là được 31.
Em đo cái tán ngang ở đây là được 44 hả cô chú anh chị? Dạ, tổng tán dài là được 54 mà. Cây này nó có cái củ rất là đẹp luôn á cô chú anh chị ơi. Dạ, hoành củ là được 21 à. Này, dạ. Mã này là mã 5 rách ha. Thì cây vú sữa lò gèn này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 1 triệu đồng, em bao ship cho mình luôn. Cây này già cây á cô chú anh chị. Đây, đường thân lắc lượng nè. Tay cành lớn tụi em đã điểm dây hoàn thiện cho mình luôn rồi ạ. Cây vú sữa này tàn là nó ấm lắm á cô chú anh chị, về sang chậu giùm em ha. Dạ rồi. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. Cái nào mà cô chú anh chị không gõ cứ liên hệ số điện thoại của em ha, 0939081082, có ở tiêu đề màn hình đó để em cung cấp hình ảnh thêm cho cô chú anh chị ạ. Dạ, tiếp theo là mã 6 rách. Em có một cây ổi tàu siêu trái nha cô chú anh chị. Loại này là lá trung ạ. Cây đang cho hoa rất là nhiều luôn ạ. Em nó già già cái em cắt đọt đó cô chú anh chị, cái bây giờ nó tự ra hoa như thế này đây ha. Thì giống ổi này là về cô chú anh chị cũng làm tương tự giống như em đi, là trái nó sẽ có quanh năm luôn ạ. Rồi em xin phép đo thông số ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 30. Và dạ, tổng tán dài là được 54. Tán ngang là được 40 ạ. Ổi này là sữa thăng đó cô chú anh chị. Và dạ, hoành thăng là được 13 ha. Cây nó còn cái đế dưới đây nữa nè. Mã này là mã 6 rách. Em nghiêng cho cô chú anh chị nhìn được cái đường thăng lắc lượng với cái độ già của cây ở trong đó cô chú anh chị. Đó. Cây sữa thăng ạ. Ổi này tặng ấm lắm, tay cành nó cũng lớn, em điểm nhiều nước dây lắm luôn rồi ạ. Dạ, mã này là mã 6 rách ạ. Thì cây ổi này em giao lưu với cô chú anh chị với giá 1.500.000. Em bao ship cho cô chú anh chị ha. Chậu thì em ship luôn cái chậu ha. Còn cô chú anh chị nào mà không thích mẫu chậu này thì em sẽ bớt tiền lại cho mình hết cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 7 rách. Em có cần thăng ghép cam Mỹ với cô chú anh chị. Đó. Cây này thì trái rất là nhiều luôn rồi nè. Trái nó còn lớn lên nữa hết cô chú anh chị. Này. Dạ, cây có chiều cao bên đây là 48. Tán dài với cô chú anh chị ơi là được 30 ạ. À. Có nguyên một cái hoành cũ luôn ạ. À. Hoành cũ đặc ha, là được 38 ạ. À. Rồi sẵn đây em đo nghe hoành thăng cho cô chú anh chị rõ luôn ạ. À. Hoành thăng là 11 ạ. À. Đây, trái nè cô chú anh chị ha. Cái giống này về cô chú anh chị á, cắt đọt cho em á, khi mà nó đâm chèo lọc non như thế này đây là nó sẽ tự có bông có trái à. Rồi, mã này là mã 7 rách ha. Thì cây cận thăng ghép cam Mỹ này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 900.000. 900.000 em bao ship cho mình luôn á. Cô chú anh chị tham khảo những cái bo ghép là nó lớn rồi nè. Nó rất là liền lạc luôn. Mấy cây này nó già cây, tụi em ghép lâu lắm luôn rồi. Yeah. Đây. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 8 rách đó cô chú anh chị. Em có một cây ổi tàu siêu trái á. Thì cây này là nó giống như tên gọi luôn, hiện là trái trên cây rất là nhiều luôn á cô chú anh chị. Đây. Đó. Đúng rồi, siêu trái luôn chị ha. Dạ. Quá trời luôn. Rồi để em đo thông số luôn ha cô chú anh chị. Dạ, cây có chiều cao lên đây là 48 ạ. À. Cái dáng cũng đẹp nữa cô chú anh chị ơi. Dạ, tổng cái độ dài ở đây ha, tổng tán dài là được 60. Rồi, đường thăng này nó cũng lắc lượng luôn. Cây này không phải cây sữa thăng mà cái dáng nó cũng rất là đẹp. Hoành thăng là được 18 đó cô chú anh chị, em đo ngay chỗ này ha. Còn đo dưới đây thì nó lớn hơn. Ở trên đây thì được 14. Đường thăng co lắc rất là lắc lượng nè. Trái cô chú anh chị ha, trái này thì nó sẽ còn lớn lên nữa. Mình ăn vô là nó có mùi thơm, nó có vị chua hết cô chú anh chị. Này. Trời, cây này mấy chục trái luôn cô chú anh chị ơi. Chùm chùm luôn. Trái rất là nhiều luôn ạ. À. Mã này là mã 8 rách. Thì cây ổi này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá 1.300.000. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn ạ. À. Thì chậu thì em xin phép được rút chậu bó bầu ha. Cô chú anh chị về sang cái cây ổi này vô một cái chậu hình chữ nhật ha. Mình gắn cái tiểu cảnh ở dưới đây này, nhìn cái cây nó sinh động nó sẽ đẹp hơn nhiều của cô chú anh chị. Cách còn dây đợt này thì cô chú anh chị nếu mà xiết thì cô chú anh chị có thể tháo ra luôn được luôn ạ. À. Dạ. Dạ rồi, em xuống cây ạ. Chữ 3 chị thôi á. Dạ. Rất là đẹp cô chú ơi. Dạ đó. Tiếp theo là mã 9 rách. Em có một cây me chua cô chú anh chị. Đó. Dạ. Cây me này về cô chú anh chị có thể lặt lá ha. Cái lá này nó cũng già rồi ạ. Để mình lấy cái lọc non đó cô chú anh chị. Rồi để em đo thông số tiếp ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 54 ạ. Dạ, cái tán dài là được 54 luôn ạ. Rồi cái hoành thăng em đo ngay đây ạ. Hoành thăng em đo ở đây là được 25. Cây nó có cái hoành đế đó cô chú anh chị. Hoành đế đây là được 56 ạ. À. Đó, 56 ha. Cây này nó có một cái cành rớt đó cô chú anh chị. Cây dáng trực có cành rớt á. Đây nè, cái cành rớt rớt dách bên đây là rất là đẹp rồi nè. Về cô chú anh chị cũng sang chậu giùm em ha. Thì mã này là mã 9 dách. Em giao lưu với cô chú anh chị cây me này là 1.300.000 luôn ạ. À. Em cũng bao ship toàn quốc ha. Cô chú anh chị mua hai cây nha em, từ hai cây trở lên em sẽ bớt tiền thêm cho cô chú anh chị. Cây này tay cành nó lớn á cô chú anh chị, bằng ngón tay của em rồi nè. Dạ. Rồi. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. À.
Dạ, tiếp theo là mã 10 dách. 10 dách thì em có cây khế chu em ghép với khế nhật ha. Thì cây này là hai thân dáng trực. Thì lọc non nó cũng đang ra nhiều quá cô chú anh chị. Để em đo thông số luôn ạ. Đây. Dạ, cây có chiều cao ở đây là được 46. Có tán dài là được 55 ạ. Dạ, hoành thân ở đây với cô chú anh chị là được 31 ha. Tổng hai thân là được 31. Cây nó có hoành đế với cô chú anh chị. Hoành đế là được 59 ha. Thì mã này là mã 10 dách. Thì cây khế này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 800.000. 800.000 em bao ship cho mình luôn á. Cái cây này là em ghép 4 bo hai bên với cô chú anh chị. Là những cái mắt ghép là nó cũng già nè. Cây này nếu mà lọc non này mà nó đậu bông nó cho trái một cái nữa là nó thầm thầm xuống đây rất là đẹp luôn ha cô chú anh chị. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. Rồi, xếp luôn chị ơi. Dạ, tiếp theo là mã 11 dách. Thì em cũng có một cây khế chua ghép với khế nhật. Thì cây này là trái, nó có trái lớn rồi nè cô chú anh chị. Đồng thời bông nó cũng có luôn ạ. Đó, cây này nhắn nằm hình thú ạ. Em đo thông số. Cây có chiều cao lên đây là được 48. Dạ, có tán dài là được 50. Em đo cái hoành thân ngay chỗ này là được 24 đó cô chú anh chị. Còn cái hoành đế là được 42. Đây, 11 dách đó cô chú anh chị. Đây là trái khế nhật ha. Trái này nó lớn lên nhiều lắm đó cô chú anh chị. Nó còn lớn nữa nè. Đây, cây này thì hiện được khoảng 4 trái đó cô chú anh chị. Đây, bông thì nó còn nè. Về nó sẽ đậu trái từ từ. Nó sẽ lớn lên tiếp nữa à. Mã này là mã 11 dách. Thì cây khế này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 750.000 đi hết cô chú anh chị. 750.000. Cây này em ghép 3 bo mà mắt ghép nó cũng lớn nữa nè. Đó. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. Rồi, tiếp luôn. Dạ, tiếp theo là mã 12 dách. Đây cũng là một cây khế nữa cô chú anh chị. Đây này cũng dáng thú luôn đó cô chú anh chị. Đây. Cây có chiều cao lên đây là được 43. Dạ, có tán dài là được 40. Rồi, cái hoành thân hết cô chú anh chị. Hoành thân là được 25. Dạ, hoành đế là được 32. Mã này là mã 12 dách ha. Thì cây này là giá 800.000 em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Cây này em ghép 3 bo luôn đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua hai cây thì em sẽ bớt tiền lại cho mình ha. Cái cây này là em đã ép chậu nó mọt gọn luôn rồi nè. Về cô chú anh chị sang chậu là được luôn rồi ha. Thì lọc non nó ra là nó sẽ có bông có trái à. Dạ rồi. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 13 dách. 13 dách thì em có một cây sâm trái cô chú anh chị. Đây, cây này về cô chú anh chị ép vô cái chậu nhỏ nhỏ một chút đi, mình để trên bàn á. Cây này là già cây lắm rồi cô chú anh chị. Em nuôi cũng mấy mùa rồi. Nó đang có hoa nè, về nhà mình nó đậu trái luôn ha. Để em đo thông số ạ. Nhiều hoa lắm. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 30. Cái tán ngang là được 27. Đây là sâm trái ạ. Cái hoành thân em đo ngay chỗ này là được 11 ha cô chú anh chị. 11. Cái cây này là đế nó nơm lên ạ. Mình để trên bàn ha, mình để trên bàn được á. Mã này là mã 13 dách. Cây sâm trái này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 800.000. 800.000 em bao ship luôn. Cây này là nó được cái là độ già cô chú anh chị. Độ già nó rất là già cây luôn. Sùi em đã điểm nhiều nước dây với cô chú anh chị, tháo ra rồi vô lại ha. Thì cây đang có hoa sắp sửa kết trái luôn ạ. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 14 dách. 14 dách thì em có một cây linh sam sông hình. Ủa, cây linh sam này là linh sam họ trắng phớt hồng đó cô chú anh chị. Mà cây này là cây rin. Cây rin không có ghép ha. Cây này hôm bữa em có lên mà chưa được giá cô chú anh chị. Bữa nay là em lên giao lưu tiếp lại với cô chú anh chị ha. Dạ. Để em xin phép đo thông số ạ. Cây dáng trực rất là đẹp cô chú. Cây có chiều cao lên đây là được 43 ạ. Có cái tán dài ở đây là được 59 ha cô chú anh chị. Trắng phớt hồng, cây rin nha quý cô chú. Cây này không phải cây ghép, cây rin 100% ha. Em đo cái hoành thân nghe chỗ này nghe cô chú anh chị là được 34 à. Còn tổng cái hoành đế của cây ha là được 52 á. Cây này rất là liền cây luôn á cô chú anh chị. Nguyên một cây đế nó nổi như củ tỏi nè. Đó. Lai cành thì nó cũng đã lớn, tụi em cũng đã đệm nhiều nước dây rồi. Cây này là cây rin 100% không có ghép nghe cô chú anh chị, trắng phớt hồng ha, mà là cây rin luôn ạ. À. Mã này là mã 14 dách ha. Thì cây này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 2.700.000. 2.700.000 em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Chậu thì em xin được phép rút chậu bó bầu ạ. À. Lực đẹp theo chú. Cây nó đang có nụ của cô chú anh chị. Đó, 14 dách ha, 2.700.000. Cây này rất là liền cây, tay cành lớn luôn nè. Cái đế nó nổi lắm cô chú anh chị ơi. Dạ rồi, đổi dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. Cây trắng phớt hồng rất là đẹp. Dạ, tiếp theo là mã 15 dách. 15 dách em có mai chứa thủy trung nu. Mai chứa thủy trung nu mà cái này là cụm gừng đó cô chú anh chị. Này, rồi để em đo thông số tiếp ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 40.
Dạ tổng tán dài em đo từ đây qua đây là được 65 ạ. Cụm gần Mai Chứa Thủy à. Mấy cây này cô chú anh chị muốn làm hoa thì cứ lặt lá giùm em ha. Dạ tổng cái hoành cụm ở đây là được 81 ạ. Đây, cây rất là nhiều thân luôn á cô chú anh chị. Dạ thân thì lớn ha. Dạ rồi mã này là mã 15 dách ha. Cụm rừng Mai Chứa Thủy này em giao lưu với cô chú anh chị. Quý giá là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng em bao ship cho mình luôn á cô chú anh chị. Dạ. Cái này là cái chậu xi măng của cô chú anh chị. Cô chú anh chị mà có chốt á, thì em sẽ cố gắng ship luôn cho cô chú anh chị ha. Mà nếu mà nó có bể vỡ thì cô chú anh chị cũng nhận cây giùm em. Tại vì cái này thì mình đắp bằng thủ công, nó không có xương hết cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ rồi em xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo là mã 16 dách, cũng là cụm rừng Mai Chứa Thủy luôn. Đây, cái này là 950 hết cô chú anh chị. Đây 950 dạ, em dạ, bao được. Ship cho mình luôn. Thì em cũng ship cả chậu luôn ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 35. Dạ tổng tán dài ở đây là được 69 ha. Này. Rồi hai cái cụm. Dạ tổng cái hoành ở đây là cũng 82 đó cô chú anh chị. Hai cái cụm này thì nó cũng rất là tương tự với nhau luôn. Rồi mã 16 dách 950.000 em bao ship cho mình luôn. Cụm gần Mai Chứa Thủy ha. Trung nu. Trung nu thì lá nó chung, lá nó nhỏ nhỏ chung chung như thế này đây thấy cô chú anh chị. Hoa thì nó nhiều lắm luôn à. Mình muốn làm hoa thì mình cứ lặt lá giùm em ạ. À. Dạ rồi em xuống cây luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là mã 17 dách. 17 dách thì em có cây linh sam song huynh. À, bông này là bông tím đó cô chú anh chị. Đó cây này cũng là cây ghim không có ghép á. Để em đo thông số à. Cây có chiều cao lên đây là được 20. Dạ có tán dài ở đây là được 58 à. Rồi cái hoành thân em đo ngay chỗ này hết cô chú anh chị là được 22 ạ. À. Dạ, mã này mã 17 dách. Cây linh sam này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 700.000. 700.000 em bao ship cho mình luôn ạ. À. Cây già cây tai cành lớn ha. Nó cái dáng bay ra mà cái đường thân nó còn uốn lượn nữa cô chú anh chị. Đây 700.000 em bao ship luôn ạ. À. Rồi em xuống cây luôn ạ. À. Cô chú anh chị mua hai cây em sẽ bớt thêm cho cô chú anh chị 100.000 nữa. Dạ tiếp theo là mã 18 dách, cũng là một cây linh sam song huynh luôn. Đây. Cây có chiều cao lên đây là được 27 à. Tổng tán dài là được 65 à. Rồi cái hoành em đo tán ngang như thế này đây là được 41 hết cô chú anh chị. Cây này là 750.000 em bao ship cho mình luôn à. Cây này đẹp đó cô chú anh chị ơi. Dạ rồi hoành thân là được 21. Đây cây dáng bay mà đường thân nó lắc lượng, tài cành nó lớn như thế hết cô chú anh chị. 750.000 em bao ship cho mình luôn. Tặng ở trên đây là nó rất là ấm mình luôn. Cây này cô chú anh chị muốn làm hoa thì cứ về lặt lá cho em ha. Không thôi mình đừng có tưới nước vài ngày đi nó cũng có hoa nữa. Cái lô cây này là nó già cây dữ lắm luôn đó cô chú anh chị. Yeah. 18 dách nha, 750 à. Dạ rồi em xuống cây luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là mã 19 dách, cũng là một cây linh sam song huynh luôn. Cây này cũng là cây ghim không có ghép. Đó, cây này thì đang có hoa lai gai. Cây có một cái cành gớt đó, cô bên đây đó, cô chú anh chị nhìn cũng rất là duyên cây ạ. À. Cây có chiều cao lên đây là được 34 ạ. À. Dạ tổng tán dài em đo từ đây qua đây là được 59. À. Hoành thân đó cô chú anh chị, hoành thân là được 15 ha. Đó, em đo em trừ hao cho cô chú anh chị hết. À. Cây nó cũng còn phần đế dưới đây luôn. Đây cây này cô chú anh chị tham khảo nè, nhìn nó rất là duyên cây luôn ạ. À. Dạ rồi, mã này là mã 19 dách ha. Thì cây linh sam song huynh này em giao lưu với cô chú anh chị. Với giá là 700.000, 700.000 em bao ship cho mình luôn. Mua hai cây thì em sẽ bớt lại cho cô chú anh chị 100.000 nữa ạ. À. Linh sam già lắm mà cô chú anh chị ha. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là mã 20 dách. 20 dách em có một cây sâm trái. Đó, cây sâm trái này mình để trên bàn được luôn đó cô chú anh chị. Sâm trái bữa nay rất là ấm tàn ha. Cây có chiều cao lên đây là được 19. Và có tán dài là được 34. Cây này tàn ấm quá rồi cô chú anh chị. Sâm trái này sâm trái xù ạ. À. Hoành thân em đo ngay đây là được 11 đó cô chú anh chị. Này, cô chú anh chị tham khảo á, chỗ nào nó có mặt cắt là chỗ đó nó sẽ lên xù á. Mã 20 dách ha. Thì cây sâm trái này em giao lưu với cô chú anh chị với giá 550.000. 550.000 em bao ship cho mình luôn ạ. À. Dạ. Rồi. Dạ rồi em xuống cây luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là mã 21 dách, một cây kiều hùng ha. Thì cây này cũng có giá 550.000 luôn. Cô chú anh chị mua hai cây thì em sẽ bớt thêm 100.000 cho cô chú anh chị ha. Đây là kiều hùng, bông nó sẽ màu hồng. Nó còn điệp lầu ở đầu lai là bông nó màu đỏ đỏ hết cô chú anh chị. Cây có chiều cao ở đây là được 23. Dạ có tán dài là được 50. Nó kiều hùng thì cũng rất là dễ cho hoa luôn ha, nó sẽ có tự nhiên hết cô chú anh chị. Dạ cái hoành em đo ngay đây là được 12 hết cô chú anh chị. Đó. Dạ rồi mã này là mã 21 dách. Cây này thì giá 550.000 em bao ship. Chậu thì em không ship, em xin phép rút chậu bó bầu ha. Đây
cái chậu này là chậu xi măng, nó rất là dễ vỡ luôn. Về cô chú anh chị trồng vô mấy cái chậu khác mình để trên bàn lên trên nó có hoa đẹp lắm đó cô chú anh chị. Dạ được. Rồi em xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo là mã 22Z. 22Z em có một cây me Thái cô chú anh chị. Đó, cây này là cây me Thái 100% luôn ha. Đọt nó đỏ nè, đỏ ao luôn. Và cái cây thì nó già dữ lắm luôn á cô chú anh chị. Em xem. Cây có chiều cao lên đây là được 36 ha. Có tán dài là được 51 à. Dạ cái hoành thân ở đây là được 8 á cô chú anh chị. Dạ rồi cây me Thái mã 22Z em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá 450.000. 450.000 em bao ship cho cô chú anh chị luôn ha. Cái cây nó thân nó nhỏ nhưng mà cô chú anh chị tham khảo nè, cái tay cành nó lớn cỡ này nè mà cái thân nó có bên lớn là chứng tỏ cái độ già của cây này nhiều lắm ha cô chú anh chị. Đây là me Thái nữa, đọt nó rất là đỏ luôn. 450 em bao ship ha. Chậu thì em không có ship được, em sẽ rút chậu bó bầu ha cô chú anh chị. Dạ. Đây cũng là mã của clip của Bonsai Huy Hoàng nhà em hôm nay ha. Em rất là chân thành cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị đã bỏ thời gian ra xem clip nhà em ha. Và mua cây ủng hộ em. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây vào những clip sắp tới ha. Cô chú anh chị xem kênh có yêu thích cây, yêu thích kênh xin hãy nhấn nút đăng ký kênh để mình sớm nhận được những video mới nhất ha cô chú anh chị. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ. Dạ rồi, em chào chị ha. Con cũng kính chào quý chú, hẹn gặp lại quý chú anh chị trong những clip tiếp theo.